Xin chào các bạn, hôm nay sắp đến năm mới 2019 âm lịch, tức là Kỷ Hợi. Thì là cái tục sông đất, sông nhà là một cái truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam trong mỗi dịp lễ Tết xuân về. Thì ông bà chúng ta thì rất từ xưa đến nay thì rất là chú trọng đến cái việc cái người mà đầu năm đến sông đất, sông nhà cho mình ấy, tức người ta gọi là quý nhân ấy, đến để mang cái tài lộc, cái sức khỏe đầu năm đến cho gia đình trong cả một năm mới, nên nó rất là quan trọng. Thì hôm nay thì tôi sẽ cùng các bạn chia sẻ với các bạn một số cái tuổi mà chúng ta chọn để sống đất. Chọn tuổi này rất là tốt nhé, chọn cái tuổi phù hợp nhất, chứ tôi không nói cái tuổi là bình bình hay là cái tuổi xấu, mà đang nói là cái tuổi tốt nhất đối với mỗi một cái con giáp. Ví dụ như là chúng ta có 12 con giáp thì tôi sẽ liệt kê ra 12 con giáp và những cái tên, những cái tuổi phù hợp với cái con giáp đó trong năm 2019. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ghi có hai cái cột, một là cái cột chủ nhà này. Đấy, chủ nhà là tuổi gì đấy, đúng không ạ? Cột thứ hai là chúng ta là chọn cái tuổi để sống đất. Đấy, chọn tuổi sống đất. Đầu tiên thì trong 12 con giáp thì là đầu tiên là cái ngày Tý. Đấy, đầu tiên là tuổi Tý này. Trong cái tuổi Tý thì năm 2019 là năm Kỷ Hợi, thì những cái tuổi nào mà sông đất tốt nhất cho cái gia chủ tuổi Tý này thì tôi sẽ liệt kê này, thì các bạn lưu ý. Thứ nhất đó là cái tuổi Mậu Tý thì người này là sinh năm 1948. Tuổi thứ hai là tuổi Nhâm Thìn, người này sinh năm 1952. Tuổi tiếp theo là tuổi Giáp Thìn, người này sinh năm 1964 nhé. Giáp Thìn là sinh năm 1964. Tuổi tiếp theo là tuổi Giáp Tý, người này sinh năm 1984. Tuổi tiếp theo là tuổi Mậu Thìn, người này sinh năm 1988. Người nữa là Bính Tý, người này sinh năm 1996. Người nữa là người Nhâm Tý, người này sinh năm 1972. Tuổi nhỏ hơn nữa thì có tuổi Mậu Tý, nhưng Mậu Tý này tuổi rất là nhỏ này, sinh năm 2008. Một tuổi cuối cùng mà phù hợp nhất để sông nhà, sông đất cho người tuổi Tý, gia chủ tuổi Tý, đó là tuổi Nhâm Thìn, người này sinh năm 2012. Thế thì các bạn nhìn thấy tuổi Tý, cái gia chủ tuổi Tý này, thì các bạn nhìn thấy cái người mà sông đất mà phù hợp, thì các bạn nhìn thấy là Mậu Tý sinh năm 48, rồi Mậu Tý nữa thì sinh năm 2008. Thì hai cái người này cách nhau 60 tuổi này. Đấy, người này cách người này 60 tuổi. Đấy, là nó quay lại 60 năm thì quay lại đúng một vừa can chi đều giống nhau. Đấy. Đấy là cái gia chủ tuổi Tý nhá. Sang cái con giáp thứ hai sau tuổi Tý là tuổi Sửu. Đấy, tuổi Sửu.
tôi xíu thì trong năm 2019 sẽ có những cái tuổi phù hợp nhất để xông đất cho người này. Đó là đầu tiên là người Kỷ Sửu. Kỷ Sửu sinh năm 1949. Người thứ hai là Đinh Dậu. Đinh Dậu sinh năm 1957. Thứ ba là cái người Đinh Sửu. Đinh Sửu sinh năm 1997. Người tiếp theo là Tân Dậu. Tân Dậu, đó là tuổi gà đấy. Tân Dậu sinh năm 1981. Người tiếp theo nữa là người Kỷ Sửu. Kỷ Sửu là người sinh năm 2009. Đấy, các bạn cũng nhìn thấy này. Nếu là người gia chủ tuổi Sửu thì các bạn cũng nhìn thấy cái người mà phù hợp thì cũng trong Sửu rồi Dậu thôi. Đấy, Sửu Dậu rất là phù hợp với nhau. Đấy là những cái người này mà xông đất cho nhau thì hỗ trợ nhau trong vừa sức khỏe rồi tiền tài, nói chung là vận mệnh đều rất là tốt. Các bạn cũng để ý một chút là người đầu cũng là Kỷ Sửu thì người sau cũng Kỷ Sửu này, cách nhau 60 năm. Đấy, cách nhau 60 năm. Đấy, nó sẽ can chi đều giống nhau hết. Cái con giáp thứ ba ở trong 12 con giáp đó là con hổ à? Ở miền Bắc gọi là con hầm ấy, tuổi Dần. Tuổi Dần này. Tuổi Dần thì năm 2019 sẽ có những cái tuổi phù hợp để xông đất cho cái gia chủ tuổi Dần này, đó là cái tuổi Giáp Ngọ này. Giáp Ngọ. Người Giáp Ngọ này sẽ vào sinh năm 1954. Người Mậu Tuất. Mậu Tuất. Mậu Tuất thì sinh năm 1958. Người Giáp Tuất. Tuổi Giáp Tuất. Tuổi Giáp Tuất này sinh năm 1994. Tuổi Canh Tuất. Canh Tuất. Canh Tuất thì sinh năm 1970. Mậu Ngọ này, tuổi Mậu Ngọ này cũng xông đất cho cái tuổi Dần này rất là tốt này. Mậu Ngọ. Người này sinh năm 1978. Tuổi Nhâm Tuất này. Người này sinh năm 1982 này. Tuổi Nhâm Ngọ này. Nhâm Ngọ này. Tuổi này sinh rất là bé, 2002 thôi. Tuổi nhỏ nữa này, đó là Giáp Ngọ. Trẻ con thì sẽ rất là ngây thơ. Đấy. À, sinh năm 1900 à năm 2014. Ngây thơ hồn nhiên. Các cháu mà sống đất cho chúng ta thì nhà chúng ta lúc nào cũng vui vẻ tiếng cười. Đấy, không phải gọi là vô tư vô lo. Đấy, còn cái tuổi thứ tư ở trong 12 con giáp đó là cái tuổi Dần rồi sang tuổi Mão. Tuổi Mão này. Con mèo đấy. Miền Việt Nam thì kêu mèo nhưng mà Trung Quốc thì không có con mèo. Đấy, mà nó lại chỉ có con thỏ thôi. Tuổi Mão. Tuổi Mão thì cái gia chủ tuổi Mão thì sẽ có những cái tuổi phù hợp để xông đất cho gia chủ tuổi Mão, gồm có cái tuổi như là Tân Mão này, cũng là con mèo luôn này, Tân Mão. Tuổi Tân Mão là năm 1951. Tuổi Kỷ Hợi. Kỷ Hợi 1959.
Đinh Mão. Lê Đinh Mão là sinh năm 1987. Tuổi tiếp theo là Đinh Mùi. Đinh Mùi sinh năm 1967. Tuổi tiếp theo là tuổi Tân Hợi. Tân Hợi là sinh năm 1971. Kỷ Mùi. Kỷ Mùi là 1979. Một tuổi nữa đó là tuổi Tân Mão nhỏ. Tân Mão. Đấy. Năm 2011. Đấy. Đây là chúng ta gần như là cứ gọi là một con 60 năm đấy. Đấy, các bạn cứ kiểm tra rất là kỹ nhé. Sang con giáp thứ 5. Đấy, con giáp thứ 5 là con rồng Thìn. Thì chủ nhà này cho nó dễ hình dung không phải là nhầm. Chọn tuổi sông đất này. Đấy, tiếp theo là con rồng Thìn. Tuổi Thìn, gia chủ mà tuổi Thìn thì sẽ năm 2019, năm Kỷ Hợi sẽ có những cái tuổi phù hợp để xông đất cho cái gia chủ này này. Đó là Mậu Tý này. Mậu Tý. Mậu Tý. Mậu Tý này là sinh năm 1948. Tuổi Mậu Thìn. Mậu Thìn. Mậu Thìn là sinh năm 1952. Tuổi Giáp Thìn. Giáp Thìn. Giáp Thìn thì sinh năm 1964. Tuổi Giáp Tý. Giáp Tý. Người này sinh năm 1984 này. Tuổi Mậu Thìn này. Thìn sinh năm 1988. Tuổi Bính Tý. Bính Tý. Bính Tý là sinh năm 1996. Tuổi Nhâm Tý này. Nhâm Tý này. Nhâm Tý là sinh năm 1972. Tuổi nữa là Mậu Tý này. 2008. Tuổi nhỏ nữa đó là tuổi Nhâm Thìn. Nhâm Thìn. Này bé lắm, 2012 thôi. Đấy là đối với gia chủ tuổi Thìn thì nên chọn những cái tuổi như này để chúng ta xông đất đầu năm. Đấy. Cái tuổi thứ 6. Tuổi thứ 6 trong 12 con giáp đó là Thìn xong thì sang Tỵ này. Đấy, tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ thì gồm những cái tuổi để xông đất phù hợp nhất cho năm 2019 đó là Kỷ Sửu. Kỷ Sửu. Kỷ Sửu là sinh năm 1949. Đinh Dậu này. Tuổi Đinh Dậu cũng phù hợp này. Sinh năm 1957. Tuổi Đinh Sửu này. Sinh năm 1997 này. Tuổi Tân Dậu này. Tân Dậu là con gà mới này.
Sinh năm 1981. Kỷ Sửu nhỏ này. Sinh năm 2009. Đấy, đối với tuổi Tỵ thì có những cái tuổi phù hợp như thế này. Còn những cái tuổi khác có thể là bình hoặc là có thể rất là xấu. Nên các bạn lưu ý. Tuổi thứ 7 đó là tuổi Ngọ, con ngựa này. Đấy. Con ngựa thì sẽ có những cái tuổi phù hợp để xông đất cho cái gia chủ này, gồm như là Giáp Ngọ. Giáp Ngọ. Giáp Ngọ là sinh năm 1954. Mậu Tuất. Mậu Tuất là sinh năm 1958. Bính Ngọ. Bính Ngọ là năm 1966. Giáp Tuất. Giáp Tuất là 1994. Canh Tuất. Canh Tuất là 1970. 1970. Mậu Ngọ. Mậu Ngọ là 1978. Nhâm Tuất cũng rất là tốt. Nhâm Tuất, người này sinh năm 1982 này. Người Nhâm Ngọ tuổi này nhỏ nhé, nhưng mà họ xông đất cũng rất là tốt cho gia chủ tuổi Ngọ này đây. Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Tuổi nữa là tuổi Giáp Ngọ. Giáp Ngọ sinh năm 2014. Đấy là những cái tuổi phù hợp để xông đất cho người tuổi Ngọ năm 2019. Tuổi thứ mấy rồi nhỉ? Mới nãy là thứ 7 rồi, bây giờ là thứ 8. Ngọ xong rồi đến Mùi. Con dê. Năm người tuổi Dê năm 2019 thì gồm những có những cái người này xông đất là phù hợp này. Cái tuổi Tân Mão. Tân Mão. Tân Mão là sinh năm 51, 1951. Kỷ Hợi. Đấy, Kỷ Hợi. 1959. Đinh Mão. Đinh Mão là 1987. Đinh Mùi. Đinh Mùi là 1967. Tân Mùi. Tân Mùi. Xin lỗi, Tân Hợi nhé. Không phải Tân Mùi đâu. Đấy, nhiều mùi quá. Tân Hợi. Tuổi Tân Hợi này là sinh năm 1971. Tuổi Kỷ Mùi. Kỷ Mùi là 1979. Nhâm Tý. Nhâm Tý không tốt. Không tốt cho người tuổi Mùi. Mà phải là Tân Mão. Tân Mão. Người này nhỏ tuổi lắm, 2011 thôi. Đấy, rất là nhỏ tuổi. Đó là người gia chủ tuổi Mùi nhá. Thì gồm có những cái tuổi như này. Đấy, các bạn để ý cái tuổi này. Sang người Mùi xong rồi đến Thân. Sang con Khỉ. Người sinh năm Khỉ. Thì người sinh năm Khỉ thì có những cái tuổi phù hợp để xông đất cho cái gia chủ này vào năm 2019, gồm cái tuổi Mậu Tý này. Mậu Tý. Mậu Tý là 1948 đó. Nhâm Thìn.
Nhâm Thìn là 1952. Giáp Thìn. Một chín sáu mươi bốn, người này sinh sau 64. Giáp Tý. Giáp Tý là 1984. Mậu Thìn. Mậu Thìn là 1988. Bính Tý. Bính Tý là một người, người này sinh năm 1996. Một người Nhâm Tý nữa. Sống đất cho cái người tuổi Thân này rất là tốt. Nhâm Tý, người này sinh năm 1972. Cái người nào sinh năm 72 này rất là lành, sáng dạ lắm. Sống đất cho nhà mình, người tuổi Thân này rất là lanh lợi trong cái năm mới đấy. Người tuổi Mậu Tý. Mậu Tý, người này sinh năm 2008. Và một người Nhâm Thìn. Nhâm Thìn, người này sinh năm 2012. Đó, đấy là những cái tuổi phù hợp để mà song đất cho cái người tuổi Thân. Sang cái tuổi tiếp theo, tuổi Thân xong thì sẽ chuyển sang tuổi Dậu, tuổi con gà. À, mình lại ghi ở chỗ này cho các bạn dễ nhìn nhé. Ví dụ như bạn nào mà dò tuổi cho nó dễ, chọn tuổi sông đất này. Rồi chúng ta sẽ sang tuổi Dậu này. Tuổi con gà. Người tuổi Dậu thì có những cái tuổi này sông đất phù hợp này. Đó là cái tuổi Kỷ Sửu. Kỷ Sửu 1949. Đinh Dậu. Tuổi Đinh Dậu 1957. Sông đất cũng rất là phù hợp. Đinh Sửu cũng được. Người Đinh Sửu này sinh năm 1997. Người tuổi Tân Dậu. Tân Dậu sinh năm 1981. Người Kỷ Sửu tuổi nhỏ năm 2009. Đó, với cái tuổi Dậu thì có những cái tuổi song đất phù hợp cho 2019 như thế. Tuổi tiếp theo là tuổi Tuất, con chó. Tuổi chó. Đối với tuổi chó thì có những cái tuổi song đất phù hợp như là tuổi Canh Ngọ này. Còn Canh Ngọ thì không tốt lắm. Giáp Ngọ. Giáp Ngọ. Giáp Ngọ là cái người này sinh năm 1954 đó, cũng trung tuổi rồi. Trung tuổi thì cái sự nghiệp người ta chững chạc rồi. Gọi là tuổi thành đạt rồi đó. Bây giờ an hưởng được. Tuổi thứ hai là tuổi Mậu Tuất. Mậu Tuất. Tuổi này là cũng sinh năm 8. Giáp Tuất. Tuổi Giáp Tuất. Tuổi Giáp Tuất là sinh năm 1994. Tuổi Canh Tý. Canh Tuất, xin lỗi các bạn nhé. Canh Tuất. Canh Tuất là sinh năm 70, 1970.
Tuổi Mậu Ngọ. Mậu Ngọ là sinh năm 1978. Tuổi Nhâm Tuất. Nhâm Tuất là sinh năm 1982. Đấy, tuổi Nhâm Ngọ. Nhâm Ngọ là sinh năm 2002. Tuổi tuổi Giáp Ngọ cũng được. Giáp Ngọ là sinh năm 2014. Đấy là những cái tuổi để xông đất cho tuổi Tuất, gia chủ tuổi Tuất. Gia chủ cuối cùng là tuổi Hợi. Đấy, đối với người tuổi Hợi thì có những cái tuổi để xông đất phù hợp như thế này là tuổi Tân Mão. Tân Mão là con mèo mới đấy. Người này sinh năm 1951. Kỷ Hợi. Kỷ Hợi là sinh năm 1959. Đấy, Đinh Mão. Đinh Mão là người sinh năm 1987. Năm nay 30 mấy tuổi đó. Là ba gì đấy. Người sinh năm 67. Đinh Mùi. Người Đinh Mùi. Người sinh tuổi vào tuổi Đinh Mùi 1967. Người Tân Hợi. Sinh vào tuổi Tân Hợi. Là người này sinh năm 1971. Kỷ Mùi. Kỷ Mùi là sinh năm 1979. Tam hợp đấy. Người tuổi Mùi đấy. Người cuối cùng là xông đất cho người tuổi Hợi vào năm 2019 là người Tân Mão. Trẻ con đi. 2011. Đấy. Đấy là những cái tuổi. Đó, tuổi để xông đất cho gia chủ. Đó. Đó, xông đất cho gia chủ. Đó, xông đất cho gia chủ năm 2019. Bạn sẽ để ý xem là những cái người mà khi mà giao thừa đến ấy, thì trước này đây mình phải liên hệ với những người mà hợp tuổi với mình để không phải nhỡ mà ví dụ như là mình dặn người ta trước đi. Ở chỗ tôi là hay phải nhờ người như thế, bởi vì các cụ hồi xưa có nói rồi, có kiêng thì có lành. Đấy, còn ví dụ như là một năm mà có những cái người mà mình không chủ đích mời nhưng mà cái tuổi người ta nó lại không được tốt lắm đối với gia chủ ấy, thì lại họ lại vào xông đất. Thì những cái đấy thì các bạn lưu ý là comment lại ở bên dưới thì chúng tôi sẽ giải đáp, tôi sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn sớm. Như thế là những cái tuổi bình bình không tốt không xấu khi đến xông nhà như thế nào. Rồi cái tuổi mà nhỡ cái tuổi mà xấu nó không hợp với gia chủ đến xông nhà ra làm sao nhé. Có gì thì comment bên dưới ấy. Xin cảm ơn nhé. Cảm ơn.